Đây là cái máy pha cà phê loại lọc ở Mỹ thường hay dùng. Họ hay dùng ở các dealer bán xe hơi hay là những hãng xưởng văn phòng. Cái máy này ở Mỹ họ dùng rất nhiều. Đây là sản phẩm của Starbucks đó, họ dùng cái cấp như vậy. Mình thấy hình như Trung Nguyên hay là cái hãng cà phê của Việt Nam họ chưa có xài cái loại này. Ok, bây giờ để mình làm cho mọi người coi cái cách nó làm cà phê từ cái máy này. Đầu tiên là mình phải mở đổ nước vào, phải đủ cái lượng của nó. Đây mình mới mở nắp lên. Cái này mình xài cũ, mình lấy ra mình gắn cái mới vô, ấn nó xuống. Cái ly cà phê đây để hứng, ấn cái nút này. Nói chung nó có nhiều loại máy khác nhau nhưng cùng một chức năng là lọc nước sôi qua cái cà phê và nó đi ra ngoài này. Thì khi mình đóng nắp lại thì ở trên nó có lỗ, ở dưới nó có cái lỗ, ở trên có cái kim, ở dưới nó có cái kim, nó sẽ đâm lủng thì nước sôi nó chảy qua thì nó sẽ chảy ra ngoài. Chỗ này là nó đun nước sôi nóng xong nó chảy qua. Thì mấy cái máy nguyên tắc kiểu này á, ở các hãng xưởng Mỹ, công ty này nó xài rất nhiều. Và ở Mỹ họ uống cái cà phê này rất là chạy. Ở nhà mình cũng dùng nữa, nhưng mà người khác dùng, còn mình thì mình uống G7 Instant Coffee thôi. Hiện giờ là nó đang đun nước sôi. Sau khi nó nóng xong thì nó sẽ chảy qua bên cái cà phê. Cho nên nó mất hơi chừng khoảng 1 phút, sau đó nó mới cà phê nó mới chảy ra chứ nó không có ra liền được. Hiện giờ là nó đang đun nước sôi đó, bây giờ bắt đầu sôi xong rồi nó chảy ra. Có nhiều máy khác nhau nên nó có những cái chức năng khác nhau. Máy càng mắc tiền thì chức năng nó càng tốt hơn. Ví dụ như cái máy này nó không mắc tiền thì nó chỉ cho có một lượng nước thôi, mình cho cái vừa đủ nước của nó, ít quá nó không có đun sôi thì khi nó chảy ra hết lượng nước đó, nên cái độ đậm đặc của cà phê nó nhất định. Còn mấy cái máy mà mắc tiền á thì nó cho mình nhiều cái chức năng chọn lựa. Ví dụ như cũng cái lượng cà phê này mà nó cho mình chọn nhiều nước hay ít nước. Cho nên ai mà uống đặc thì mình bấm cái nút ít nước thì nó ra ít nước thì nó sẽ đặc. Còn ai muốn loãng hơn thì mình ấn cái nút nhiều nước hơn. Thì nó nói là 20 ml, 30 ml, 40 ml. Thì khi mình bấm cái nút nhiều ml nước á, thì nó ra loãng. Tại vì có nhiều người thích uống loãng. Còn ai thích uống đặc thì mình nhấn cái nút nó ít lượng nước hơn, thì 20 ml thì ra đặc hơn. Đó là những cái máy nó tối tân hơn, mất tiền hơn. Còn cái máy này đơn giản hơn thì nó có một chức năng thôi, đúng cái lượng nước nào đó của nó thì nó sẽ sôi và nó chảy ra, chỉ một lượng nước duy nhất thôi. Còn mình cho ít hơn mình muốn đặt thì nó không có đủ lượng nước thì nó sẽ không đun sôi. Cho nên tùy theo máy, mắc tiền và rẻ tiền. Đó là bây giờ nó ra đây, đó lượng cà phê cho một ly. Còn ai muốn đặt hơn thì không có cách nào hơn hết. Còn ai muốn loãng hơn thì cho nước vào, nước sôi vào. Sau khi mình xài xong thì mình mở nắp lên, mình lấy cái này ra mình dục. Thì mọi người thấy nó có cái kim đây, một cái kim ở dưới đáy. Thì khi mà mình ấn vào nó đục cái lỗ ở trên đây, đục cái lỗ ở dưới đó.
thì nước sôi nó chảy qua, chảy trên và chảy dưới, rồi nó mới chảy ra ngoài đây. Thì cái mục đích của cái clip này mình muốn nói là cái sản phẩm này mình chưa thấy ở Việt Nam có, ngay cả cái hiệu Trung Nguyên cũng không thấy bán kiểu này. Trung Nguyên chỉ bán G7 thôi, là loại mà ở chợ đó, là loại mà tan liền, còn cái loại này chưa có. Giờ mình nghĩ cái idea mình thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà hy vọng Trung Nguyên cũng để ý tới vụ này, tại vì ở Mỹ họ uống cái loại này rất nhiều, không những ở nhà mà ở các hãng xưởng họ để sẵn như vậy, ai muốn uống thì uống, nhân viên muốn uống thì uống, hay là ở các dealer đó, khách hàng vô dealer bán xe đó, khách hàng vô thì họ thích uống cà phê thì họ có chọn cái cốc này, có nhiều loại khác nhau, rồi họ cho vào đây, cho máy tự động họ pha họ uống. Thì cái kiểu đó ở Mỹ họ tiêu dùng, họ tiêu thụ cũng khá nhiều đó. Như mọi người thấy là mình có rất nhiều hiệu khác nhau, là mình mua một cái thùng lớn á, thì trong đó nó có các loại khác nhau để cho người ta có thêm sự chọn lựa. Thì ai uống thích uống loại nào thì mình lấy loại đó, xong mình bỏ vào đây, bỏ vào đây mình uống. Cái nào mà chưa đục lỗ tức là còn mới, còn cái này đục lỗ là sai rồi đó, cái này đục lỗ là sai rồi, còn cái này chưa đục lỗ đó. Nó bán một thùng và mấy chục cái đó, mình xé mình bỏ thùng rồi, xong mình bỏ vô cái hộp nhà mình để sẵn đó. Thì cái nào uống mình cứ lấy ra thôi, nó rất nhiều hiệu khác nhau, cái kiểu này cũng rất là phổ biến. Mình tò mò, mình muốn bên trong có cái gì, bao nhiêu lượng cà phê, mình đã xé cái nắp nó ra. Thì mình cùng với mình cho mọi người coi nha. Bây giờ bóp nó ra, một túi nó có lượng cà phê cũng khá nhiều. Việt Nam mình có cà phê phin lọc, thì cái này cũng là một loại của cà phê phin, nó cũng lọc nhưng mà nó hơi công nghiệp hơn. Ở Mỹ ít ai có thời gian, là cái văn hóa Mỹ nó không thích, nó không quen lọc trên cái cấp. Ở dưới đáy của nó có cái filter, cho nên cà phê nó không có tuột ra. Dưới đây nó có cái filter, đây nè, cái filter đây nè, cái lớp filter đó làm rất là hay. Mỗi cái nó nhỏ như vậy đó, nó có filter thì nước nó đục cái lỗ trên, nước nó chảy vô xong rồi nó đi qua, thì nước nó chảy lên cái lỗ dưới. Tuy nhiên cà phê nó không có tuột ra, nhờ là tại vì nhờ nó có cái filter chỗ này đó, giống như này mọi người thấy nè, nó có cái filter thấy không đó. Thì mình để thỏa chí tò mò, mình mở ra cho mọi người xem cái cấu trúc một cái cấp nó như thế nào, và lượng cà phê cũng khá nhiều, khá là nhiều cho một ly cà phê. Đây là bột cà phê. Hy vọng một ngày không xa mình cũng thấy những cái cấp giống như vậy mà hiệu Trung Nguyên, hiệu King Coffee hoặc là Highland. Mình muốn thấy những cái hãng Việt Nam mà có những cái sản phẩm giống vậy bán trên đất Mỹ. Ok, chúc những tiệm hiệu cà phê sớm có những sản phẩm này trên đất Mỹ, vì họ tiêu thụ rất là rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã đón xem, hẹn trong những clip tới. Chào tạm biệt.